Hello con. Hello teacher, Okay, how are you today? I'm great. Okay. Now, we'll continue with our lesson for today. I start with you about the past symbol. Okay, I have the sentence for you. Now look at the board, please. Can you see the board? Yes. Okay, this one. Okay. Here. I have the sentence. I. Now. How do you do with this sentence? The correct form of the verb be. Ở đây con sẽ có từ gì nào? Con cho con biết. I. Went. Yes, I went. I went. I was vậy chứ con. I was chứ. Was. À, I was. Mình sẽ có I thì đi với was. Được không nào? Con đợi một xíu. Okay, I was. You have I was at school. I was at Yesterday. school yesterday. Now we change it. If no, this way. Okay. And now, if I change it into the negative, nếu con chuyển sang phủ định thì con sẽ có gì nè? Chỉ sao phủ định là sẽ có I was. I wasn't. I wasn't. Okay, I wasn't. What? At school At school? yesterday. Yes, at school yesterday. Like this. Is it right? And Yeah. how about when you talk change into the question? Sure. To the question, please. Was Was I was I at school at school yesterday? yesterday. You have like this yesterday. Con sẽ có cái câu như vậy, nhưng mà con sẽ thấy là ở trong câu hỏi nó ít khi mà người ta dùng là was I, tại vì không có ai hỏi là ủa ngày hôm qua tôi không có đi học, tôi không có tới trường hả? Tại vì mình đã biết cái câu trả lời rồi. Thì con sẽ Yeah. có ở câu hỏi á, con chữ I con sẽ đổi thành chữ you. You Mà you thì sẽ đi với were. were, đúng rồi. Và khi trả lời, ví dụ con trả lời với yes thì con sẽ có yes gì nào? Yes. Yes, you Yes, I were. Ai? was. Hoặc là Thầy khi tự mà hỏi you á, con có thể trả lời một cách nữa là yes chúng tôi đi, hỏi là các bạn có tới trường ngày hôm qua không, thì con có thể trả lời là yes we Yes, were. we was. À, có hai cách ha. Rồi nếu trả lời với no thì con sẽ có no gì? No, I wasn't. No, I wasn't. Hoặc là yes, à no No, và no. we weren't. À, no we won't. Con nhớ nha. Trong câu hỏi Yeah. thì mình sẽ không có dùng, mình sẽ rất là ít khi dùng mà với từ was I. Ok, mà nếu vậy con thấy đổi ra thì con phải dùng là were you. Mặc dù ở trên này con sẽ dùng I was này. Rồi, cái đó là một cái con lưu ý. Đó là về động từ to be hôm qua mình học. To be ở quá khứ.
To be in the past. Bây giờ với động từ thường thì con làm sao? Ví dụ những động từ thường. Ở quá khứ á, nó sẽ có hai loại động từ, con thấy không? Nó sẽ có một loại á, là sao ta? Có một loại á, là thêm ed được. Và một loại là con phải học, đúng không? Động từ ở quá khứ này. Động từ ở quá khứ, verb, thì nó sẽ có hai loại. Con sẽ có cái loại thứ nhất là con, nó gọi là có quy tắc ha, có quy tắc. Thì với những cái này á, thì con sẽ là cứ động từ, cô sẽ viết tắt là chữ V nhé con. V, vì con sẽ cộng với ed vào, con cứ thêm ed vào là nó đúng. Ví dụ con sẽ có là từ từ squeeze, sorry, no, con có từ cook, thì con sẽ khi thêm khi thành quá khứ thì con sẽ có cook, đúng không? Đúng chưa? Rồi con có từ gì nữa, ví dụ con có là what, Watch thì con sẽ có what. Còn cái từ này tại sao đọc á, thì hôm nào cô sẽ dạy cho con một bài nữa, cái cách đọc của khi thêm ed. Được chưa nào, con hiểu chưa? Hoặc là con từ learn, từ want đi, want, thì khi thêm ed con sẽ có là wanted. Ok, con hiểu chưa? Đó gọi là động từ có quy tắc. Và một loại nữa gọi là không có quy tắc. Tức là mình phải làm sao? Tức là với những cái này là con phải học thuộc. Ví dụ con có từ swim, quá khứ của swim là Swam. swam, đúng rồi. Drink, thì con sẽ có Try. drank. Ok, good. Eat, con có từ eat. Eight. Ate, good. Do, Do. con sẽ có từ did. Ok. Hay là con có từ learn, thì quá khứ sẽ là learned. Ok. Đó là gọi là không có quy tắc. Không có quy tắc thì mình chỉ có một cách, đó là mình học, và nó nằm ở cột thứ hai á. Như ở đằng sau sách ta. Con đợi cô xíu. Ở đằng sau sách phần á, con lấy cái cuốn phần Four Flyers, cái cuốn này nè, xong mà. Con mở ở cuối sách là ở trang 142 đó. Con thấy chưa? Nó là irregular verbs, tức là động từ không có quy tắc. Thì với đây con sẽ thấy là nó có rất là, nó sẽ có ba cột nè. Verb. Và tới tiếp theo con sẽ có past simple. Tức là con đang dừng lại học ở cái chỗ past simple, cái cột thứ hai này. Con hiểu chưa? Còn cái cột ở thứ ba này là cái gì thì bữa sau học nữa. Từ từ con sẽ học cái chỗ này, cái cột thứ ba. Được chưa? Con hiểu chưa nào? Rồi. Tiếp theo. Con sẽ có ở đây. Làm. Vậy bây giờ cái công thức khi mà mình gặp cái này thì sao? Con sẽ có nè, ở khẳng định. Đầu tiên con cũng sẽ xét ở khẳng định, thì con sẽ có chủ ngữ. Con cộng với một là động từ, con thêm ed vào. Nếu là nó có quy tắc, hoặc là con sẽ xem cái cột thứ hai. Cái không quy tắc này nè, mình sẽ quy định á, là cột thứ hai. Con hiểu không? Con cứ xem ở trong cái bảng đó đó. Nó sẽ có những cái bảng động từ bất quy tắc cho con, mà con cứ xem cột thứ hai là đúng. Ok. Ha. Đó. Rồi. Ở phủ định thì con sẽ làm sao? Phủ định thì con sẽ có chủ ngữ. Cái này nó sẽ không có phân biệt là số ít hay số nhiều, từ nào con cũng cộng như vậy hết. Ok. Con sẽ có là ở đây
Mình không quan trọng số thiếu nhiều, mình cứ làm đúng Đúng cái phần rồi, thực mình hành cứ làm luôn. như vậy thôi. Con sẽ có ở đây nè. Thì với cái này, con sẽ có là chủ ngữ con sẽ cộng với từ did not ha, hoặc cách viết tắt đó là con có did not đi đã. Rồi sau đó con sẽ cộng với, nhưng mà con nhớ đã dùng did not rồi thì ở đây là động từ phải nguyên mẫu. Được không? Ở đằng sau có gì con viết thêm vậy. Rồi, ở câu hỏi thì mình làm sao? Ở câu hỏi thì con sẽ đảo cái chữ đích này lên, rồi con cộng tới chủ ngữ và con cộng với động từ nguyên mẫu. Ha. Con cộng với động từ nguyên mẫu. Rồi, còn gì thì con viết lại và dấu chấm hỏi cuối con. Được chưa nào? Rồi, khi trả lời chỗ này yes, trả lời với yes thì con sẽ có chủ ngữ cộng với từ did. Nhưng mà trả lời với no thì con sẽ có là chủ ngữ cộng với từ didn't. Didn't. Ok, con hiểu chưa? Ở trên này, đó, con sẽ có chữ did not ở đây này. Nó sẽ bằng với didn't. Đó, thì con sẽ thấy ở đây, ở dưới này nè, ở cái chỗ câu hỏi á, con bắt buộc khi trả lời với no con phải dùng là didn't nhé, chứ con không có dùng did not ha, được không? Rồi, ok, tiếp theo đó là công thức. Rồi bây giờ con có ví dụ thì con làm sao? Ví dụ ở đây, ví dụ cô có nè. Ai sáng nay con ăn món gì? I eat bún bún I eat bún. I have bún have for bún. breakfast. Thì con sẽ thấy á, bữa ăn sáng nay là cái chuyện nó đã xảy ra rồi, tức là quá khứ. Đã xảy ra và đã kết thúc sáng nay rồi, đúng không? Thì con sẽ thấy đây là quá khứ. Thì cái từ have này, quá khứ của nó sẽ là had. Đúng rồi, had. Thì bây giờ con chuyển qua phủ định, con sẽ làm sao? I Did not I did not have have bún for breakfast. for breakfast. Ok. Rồi, bây giờ con tới câu hỏi chỗ này thì con làm sao nè? Nè, nhớ câu hỏi thì mình có làm để chữ you không? Chữ I nữa không? Dạ không, mình để chữ you. Đúng rồi, did you? Did you Rồi, tới have động từ nguyên mẫu xem. Did you have? Đúng rồi đó. bún Bún con breakfast? for breakfast. Rồi, nếu con ăn rồi thì con sẽ trả lời là Yes. con có ăn đó chứ. Yes, Did. I did. Mà ví dụ trả lời với no thì con sẽ có No, I didn't. no, I didn't. Ok, con hiểu chưa nè? Hiểu cái bài này chưa? Đó, chỉ có vậy thôi. Đó là thì quá khứ. Rồi, để cô cho con thêm ví dụ nhé. Tí nữa sau mai sẽ chép cái phần này vào vở con ha. Ok. Tiếp theo. Rồi. Bây giờ cô sẽ có một ví dụ khác cho con. Mình để quay lên đây đi. Ví dụ cô có là ở ai. Đây, cô sẽ có hai từ. My dad did want rồi. Cái này mình sẽ làm sao? My dad
Wanted. Đúng rồi, Wanted. wanted. Đúng rồi, con sẽ có là wanted ha. My dad wanted to be a teacher when he. When he Quá khứ của chữ động từ to be nó có sẽ hai chữ là chữ gì? Chữ was và were. What? À, thì con sẽ có là he thì sẽ đi với was. Đó, bây giờ con hiểu cái bài này làm sao chưa? Dạ rồi. Ừ, rồi, ví dụ cô có một ví dụ khác. À, ví dụ như là mình. Not rồi, go. To school last week. Thì con này con làm sao? Mình Con có từ not tức là con phải dùng wasn't ở dùng gì? Không, con sẽ phải xác định nè, go là động từ thường đúng không? Con sẽ xác định go là động từ thường. Thì bây giờ mình mà muốn làm với động từ thường á thì mình phải làm sao ta? Động từ thường con sẽ thấy nè, công thức nó đây nè. Con sẽ ở phủ định con sẽ có chữ gì? Did Ừ, đúng rồi, con sẽ dùng mình nó. Rồi, từ go này mình sẽ làm sao với nó? Mình để nguyên hay là mình chia ở quá khứ? mình để nguyên. Đúng rồi, con sẽ có là mình did not go to school last week. Ok. Rồi. Ví dụ cô có nè, đây. Ví dụ cô sẽ có ở đây một trường một chỗ trống. Và hỏi là đây read books in the library. Last month. Thì cái chỗ này con sẽ trả lời làm sao? Con sẽ làm sao? Chỗ này con. À, did. Did they. Read. À, did they read books in the library last month? Rồi, nếu con trả lời với yes thì con sẽ trả lời làm sao? Ví dụ này con sẽ trả lời với yes thì. Yes, they Yes. did. À, yes, they did. Ok. Yes, Con hiểu they chưa did. nào? Con hiểu chưa? Đó, bây giờ đó, bài chỉ có vậy thôi. Đó là thì quá khứ. Và cái dấu hiệu nào để cho mình biết mình sẽ dùng thì quá khứ? Con sẽ có là các trạng từ đi kèm. Ha? Con cứ thấy những cái từ này thì con sẽ chia thì quá khứ cho cô. Ha? Đây, con sẽ có này, các trạng từ đi kèm. Con, ví dụ, con sẽ có từ là yesterday, đúng không? Ngày hôm qua. Yesterday. Ngày hôm qua. Next week. Hey, next week là tương lai mà. Ủa, Last. last week. À, ví dụ như con có last. Last night. Tối hôm qua. Last week. Tuần trước. Cái tuần kia vừa gần đây nè. Last month. Last Tháng trước. year. Last year. Năm trước. Rồi, ví dụ con có last summer. Mùa hè trước. Winter. Last gì nữa? Winter. À, last winter. Hay là con sẽ có last Saturday. Spring. À, ví dụ con có cái thứ bảy tuần vừa rồi á. Cái thứ bảy trước á. Saturday. Last Saturday. Đó. Hoặc là last weekend. À, cái cuối tuần trước. Ok, con hiểu chưa? Cái từ last. Rồi, cái trạng từ đi kèm là đầu tiên là con có chữ yesterday. Rồi, tiếp theo là con có chữ last này. Hai chữ. Rồi, con có chữ gì nữa?
Rồi, con sẽ có là ago. Ago. Con có chữ ago, ví dụ con có là trước đây, ví dụ Trước đây. 2 years ago. 2 năm trước đây. Hay là 2 weeks ago, 2 tuần trước đây. Ok. 2 months ago, 2 tháng trước đây. Ok. Có Yeah. hiểu chưa? Đó, có từ ago. Hoặc là con có từ many years ago. Rất là nhiều năm trước đây rồi. Thấy chưa? Con thấy không? Yeah. Con thấy chưa? Đó là dùng với từ ago. Rồi, con có từ in. Ví dụ như con có in. Từ in. Ví dụ con sẽ thấy đây á, bây giờ là năm năm 2022, 23 đúng không? Thì ví dụ như Yeah. in 2000 and 23, in 22. Đó là cái năm ở trong quá khứ ha. Thấy không? Rồi, ví dụ bây giờ là nó bắt đầu qua tháng 10 nhưng mà con sẽ có là in September. À, trong tháng 9 á. September. Trong tháng 9 thì tức đó là quá khứ rồi, con hiểu chưa? Yeah. Mình sẽ dùng là với từ với cái ở thì quá khứ ha. Rồi nó còn gì nữa ta? Vậy thôi. Đó, với những cái này thì con sẽ chia ở thì quá khứ ha. À, khi nào học thêm nữa thì cô sẽ chỉ con ha. Rồi, nó sẽ có là thôi, cái đề tới đó đi để khi nào qua quá khứ hoàn quá khứ tiếp diễn đã. Con còn thì quá khứ tiếp diễn nữa. Rồi, cái Dạ. này tí nữa con sẽ viết vào vở nhé. Nó sẽ tiếp cái đoạn ở bên dưới đó. Rồi bây giờ cô sẽ cho con làm bài tập cho cái phần này ha. Được chưa? Yeah. Rồi, để cô sẽ cho con làm quizit nhé. Share link cho con làm quizit, ok. Is that okay? Yeah. Không biết sao tự nhiên cô quên cách nào. Sao để con làm mà cô thấy. Rồi cô sẽ gửi link cho con ha. Con đợi xíu. Bây giờ mình thoát ra cái này rồi cô gửi link cho con nhé. Yeah. Ok con.